bóng chuyền nói riêng và thể thao nói chung cũng giống như một tấm gương phản chiếu, nên những nỗ lực tập bực trong tập luyện và thi đấu sẽ là tiền đề để chạm tới vinh quang. Tuy nhiên, tất cả những thành công ấy có thể vụt tắt rất nhanh chóng và đưa con đường sự nghiệp của một vận động viên đỉnh cao sang một ngã rẽ khác, chỉ bởi một yếu tố mà không hề ai mong muốn, đó là chấn thương. Nói chung, những chấn thương về cơ, xương, khớp là những chấn thương rất hay xảy ra vận động viên bóng chuyền. Trong đó chúng ta hay gặp các cái chấn thương của vùng khớp gối, khớp vai, cổ chân, và đặc biệt gần đây có một số những cái trường hợp chấn thương vùng cột sống thắt lưng cũng đã xảy ra. Đây là những cái bộ phận mà khi vận động viên tập luyện và thi đấu thì phát huy tối đa những cái sức mạnh cơ, độ linh hoạt của khớp và cái tốc độ vận động. Sở dĩ khớp gối, khớp vai, cổ chân và lưng được xem là những chấn thương khó hồi phục trong bóng chuyền vì các vận động viên thường xuyên phải thực hiện hai động tác nhảy và đập với cường độ cao. Điều đó khiến cho bốn vùng cơ thể trên thường xuyên phải hoạt động mạnh, nên việc gặp chấn thương hay tái phát là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, các vận động viên có thể giảm thiểu tối đa những dạng chấn thương này nếu tự trang bị được cho mình những kiến thức cần thiết. Thứ nhất là vận động viên phải có cái trình độ thể lực, trình độ tập luyện, tức là phải được huấn luyện về mặt kỹ thuật, phải được chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực. Cái thứ hai, việc điều trị phải được dứt điểm và vận động viên phải được phục hồi đúng cách. Còn một yếu tố nữa không bao giờ thiếu, đấy là cái vệ sinh an toàn trong tập luyện. Ở đây muốn nói đến điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, lịch thi đấu, chương trình huấn luyện và những cái yếu tố chăm sóc khác dành cho vận động viên. Những chấn thương khó hồi phục kể trên đã khiến không ít vận động viên bóng chuyền tài năng của nước ta đã phải bỏ lỡ giấc mộng vinh quang trong nhiều năm qua. Chuyện của Bùi Thị Nga mới đây hay Âu Hồng Nhung, Đỗ Thị Minh và nhiều vận động viên bóng chuyền nữ ở nước ta trước đó chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm nữa. Bởi trong thể thao, đôi khi những ngã rẽ cuộc đời lại xuất phát từ hai chữ chấn thương. Nếu tự trang bị được cho mình những kiến thức cần thiết. Thứ nhất là vận động viên phải có cái trình độ thể lực, trình độ tập luyện, tức là phải được huấn luyện về mặt kỹ thuật, phải được chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực. Cái thứ hai, việc điều trị phải được dứt điểm và vận động viên phải được phục hồi đúng chấn thương của vùng khớp gối, khớp vai, cổ chân, và đặc biệt gần đây có một số những cái trường hợp chấn thương vùng cột sống thắt lưng cũng đã xảy ra. Đây là những cái bộ phận mà khi vận động viên tập luyện và thi đấu thì phát huy tối đa những cái sức mạnh cơ, độ linh hoạt của khớp và cái tốc độ. Bóng chuyền nói riêng và thể thao nói chung cũng giống như một tấm gương phản chiếu, nên những nỗ lực tập bực trong tập luyện vận động. Sở dĩ khớp gối, khớp vai, cổ chân và lưng được xem là những chấn thương khó hồi phục trong bóng chuyền vì các vận động viên thường xuyên phải thực hiện hai động tác nhảy và đập với cường độ cao. Điều đó khiến cho bốn vùng cơ thể trên thường xuyên phải hoạt động mạnh, nên việc gặp chấn thương hay tái phát là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, các vận động viên có thể giảm thiểu tối đa những dạng chấn thương này và thi đấu sẽ là tiền đề để chạm tới vinh quang. Tuy nhiên, tất cả những thành công ấy có thể vụt tắt rất nhanh chóng và đưa con đường sự nghiệp của một vận động viên đỉnh cao sang một ngã rẽ khác, chỉ bởi một yếu tố mà không hề ai mong muốn, đó là chấn thương. Nói chung, những chấn thương về cơ, xương, khớp là những chấn thương rất hay xảy ra vận động viên bóng chuyền. Trong đó chúng ta hay gặp các cái